liệu ai còn nhận ra Mai Phương bớt dáng xuất thân, thần thái đỉnh cao như người mẫu? Bất ngờ thay đổi phong cách, diễn viên Mai Phương khiến nhiều khán giả cũng như anh chị em đồng nghiệp không còn nhận ra vì quá khác. Mai Phương vừa thực hiện một bộ ảnh thời trang dưới sự hỗ trợ của stylist Khi Nguyễn. Đây là bộ ảnh đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư. Gần như không tham gia vào các hoạt động của làng giải trí Việt suốt gần một năm, nhưng diễn viên Mai Phương vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Đặc biệt, mọi hình ảnh và thông tin mới liên quan đến cô trong thời gian điều trị bệnh ung thư luôn được mọi người quan tâm. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Mai Phương vừa cập nhật bộ ảnh mới nhất của cô khiến nhiều người bất ngờ. Khi Nguyễn là người hỗ trợ Mai Phương thực hiện bộ ảnh lần này, anh cho biết bản thân khá hào hứng khi đàn chị trở lại nghệ thuật sau thời gian dài điều trị. Nam stylist cho biết Mai Phương sở hữu vẻ đẹp dịu dàng ngọt ngào, nên anh muốn với bộ ảnh này sẽ giúp đàn chị lột xác với hình ảnh mới mẻ và sắc sảo hơn. Mai Phương trông đẹp và khỏe khoắn sau gần một năm điều trị ung thư phổi. Chị hiểu được ekip đang rất nhiệt tình nên đã cố gắng để mọi người không tốn nhiều thời gian, cứ vào set là chị làm đúng yêu cầu của mình. Còn chúng tôi đứng ngoài động viên và hướng dẫn chị hoàn thành bộ ảnh, Khi Nguyễn chia sẻ. Theo như chia sẻ của Khi Nguyễn, anh rủ Mai Phương thực hiện bộ ảnh này vì muốn động viên cô sống lạc quan mạnh mẽ. Trong suốt buổi chụp, cô không mang giày cao gót vì sợ ảnh hưởng đến xương khớp. Cô chỉ ướm chân vào đôi giày hiệu để tạo dáng. Mai Phương trông khỏe khoắn hơn, thậm chí không nhận ra cô trong loạt ảnh mới này. Thông tin Mai Phương nhập viện điều trị bệnh ung thư phổi được lan truyền rộng rãi vào khoảng giữa năm 2018, khi biết hoàn cảnh của nữ diễn viên phải một mình chăm sóc con gái nhỏ tuổi. Đông đảo đồng nghiệp khán giả đã gửi lời động viên tinh thần và giúp đỡ cô về vật chất để cô an tâm chữa trị bệnh. Mai Phương bớt dáng khoe thần thái đỉnh cao không kém bất kỳ người mẫu nào. Được biết, sau nhiều tháng điều trị theo phác đồ riêng do bác sĩ chỉ định, sức khỏe của Mai Phương có nhiều chuyển biến tốt. Dù chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng tế bào ung thư đã dần teo lại. Những bộ phận bị thoái hóa cũng đang phục hồi. Đặc biệt, Mai Phương đã có thể tham gia một vài hoạt động biểu diễn nhẹ nhàng để bớt nhớ nghề.